cẳng của mày Ngọc Hà. Không được. Của Tiến Long. Lý Hải. Xuân Tú. Dứt điểm. Và trận khá tốt đến từ Xuân Tú. Dứt điểm. Không được. Của mày Ngọc Hà. Hải Long. Không được. Rồi. Dứt điểm. Hoàng. Dứt điểm. Vâng, như vậy đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trần Phú ra trận từ xa chính xác nữa. Hoàng sẽ rất quyết tâm để ra cơ hội dành cho họ có thể tìm kiếm bàn gỡ. Không được. Dứt điểm. Vâng, như vậy đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía U21 Hà Nội. Rất khỏe.